Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, buổi sáng hôm nay thì được chú Mạnh Thường Quân, là chú Ngọc Phúc ở Mỹ là phát tâm tặng 100 phần cơm tấm thịt thìa và nước mía đến bà con ăn buổi sáng nha. Dạ, đây nằm bà cô chú thì mấy mẹ con có chuẩn bị cơm tấm thịt thìa nè, rất là hấp dẫn luôn nha. Dạ, đây là cái thùng cơm tấm nha bà cô chú, có để lá dứa vô rất là thơm luôn. Hương để trong cái thùng cho nó giữ độ nóng. Dạ, hôm nay thì cơm tấm ăn kèm với dưa leo, dưa chua với rau muống nha mọi cô chú. Dạ, bên đây là cái mâm trứng nha. Dạ, còn dạ, bên đây là bì, đặc biệt là cái mâm thịt khìa. Dạ, và hèm kèm theo nước súp không mọi cô chú. Cái này là nước mắm, và kèm thêm một ly nữa là ly nước mía. Dạ thì trước khi gửi tặng những phần cơm tấm thịt khìa và nước mía đến bà con thì con cảm ơn tấm lòng của chú Mạnh Thường Quân Ngọc Phúc ở Mỹ rất là nhiều luôn nha, đã phát tâm gửi tặng bà con một bữa ăn sáng rất là ngon luôn. Dạ thì con cũng kính chúc cho gia đình của chú có nhiều sức khỏe luôn nha chú. Giờ hai chị em sẽ bắt đầu thay mặt chú làm những cái phần cơm này gửi tặng đến các cô, các chú và các em nhỏ nha. Dạ, gửi cho chú Bảy lần đi làm rồi như sống bọc. Dạ, dạ, để con. Dạ. Có gì vậy lấy bịch để bên đó luôn hả bạn? Dạ. Cái dĩa này nhỏ quá, chồng lên luôn trên. Dạ, được chú gửi tặng cho bạn. Dạ, rồi, chuẩn bị đi làm xuống bọc cái gì. Nghe dĩa cơm rất là hấp dẫn nha bà cô chú. Dạ. Để đây luôn cho bà Út. Dạ, được chú gửi tặng cho bà Út. Dạ. Cái bịch muỗng con để bên đây luôn. Mình để bên đây. Gửi cho các em. Dạ, cô đợi một chút con gửi cho em. Con nín xa cái mông ra tí xíu con. Đúng rồi. Dạ, em ạ. Rồi để lấy cái canh. Dạ. Gọi đây. Gọi. À, được chú gửi cho em nha. Con cảm ơn. Dạ. Gửi cho cô với làm số bọc hả chị? À. Cô đi gửi cho cô hộp trước. Để cô hay để chị gửi cho cô đi làm với số bọc đó nha em. Được rồi. Gửi cho cô. Dạ, được chú gửi cho cô. Dạ. Dạ. Này có bảy vô tiếp luôn. Được không? Để hộp nấy đây cho chị. Ừ. Được chú gửi tặng cho em nha. Này xuống sớm rồi hả? Dạ. À, giỏi. Dạ, nó bột nhỏ. Được chú gửi tặng nha, sóc nha. Giỏi. Nó bùng rồi. Đây. Ừ. Này rồi. Quá. Dạ. Đã nó căm lên rồi.
này ba cô cháu làm. Rồi được chú gửi tặng nha chị. Dạ. Dĩa. Chú cho bánh canh tiếu lên cái tô. Mấy cái gì gửi cho chú á sao? Dạ, được chú. Dạ rồi. Dạ. Dạ, bữa nay được chú Ngọc Phúc ở Mỹ gửi tặng à. Chúc mấy cô mấy chú ăn ngon miệng luôn. Rồi tới dĩa đi chị. Dạ có chú nào hợp không? Dạ chú cuối họp hả? Lỡ làm họp rồi chú lên lấy luôn đi chú. Dạ còn dĩa thì đưa cho chị con đi, lần biết làm dĩa. Dạ đây nè một cô chú. Dĩa tôm tắm thịt khìa. Có dưa leo, dưa chua nha. Chua thì có củ cải trắng, củ cải đỏ với rau muống. Để lên hai cái miếng trứng. Lại cái chồng làm trước vậy, thêm bì. Dạ. Dạ sẽ gắp thịt khìa vào nha. Khìa vô một chút. Cái này chan mỡ hành. Dạ này con để cặp ở bên đây luôn không sao? Dạ, được chú gửi ly nước mía nữa không sao? Cảm ơn nha. Dạ. Dĩa của cô dĩa nào hả cô? Cô con dĩa nhôm dưới nè. Nhôm dưới không? Dạ. Dạ này của bà Sáu. Dạ, à, dạ được chú gửi. Mía luôn hả? Dạ. Có gì em để bì tiếp nha. Cô lấy cái này để vô tô được không? Tại để đầy quá sợ nó rớt. Dạ được chú gửi tặng ạ. Dạ. Dạ ăn ngon miệng cô. Dạ làm là sấy hả chú? Dạ dạ xong rồi bảy gửi cho chú. Này của em hả nha. Lấy giùm chị đi nước miếng nha, được chú gửi tặng cho em. Rồi. Dạ gửi chú. Đây không? Này của Ken nè. Rồi rồi có rồi, có để rồi. Cảm ơn. Cảm ơn hả? Cảm ơn chú đi. Giỏi. Cái này của cô hai hả con? Này con để cặp lên đây luôn á. Đầy quá. Dạ. Dạ được chú ghé tặng. Dạ. Dạ cô hai ăn ngon luôn. Này của Nga hả? Quê của em hả bà? Cô Nga có dĩa không biết? Có dĩa không? Hay là lấy hộp? Lấy hộp ha, rồi được chú gửi cho bà. Rồi. Lấy hộp về chị, lần hộp cho Nga tới cái của Nga hộp. Của em hả? À, được chú gửi cho em nha. Lấy đi miếng luôn nha. Dạ. Rồi, để cái này với. Dạ. Này có bé có dĩa cơm thịt khè rất là ngon mà cô chú. Dạ.
với đi nước mía. Nó ngay, phải cho nó ngay lại. Nghe được chú gửi kìa nha. Cảm ơn lắm anh trời. Cảm ơn. Giỏi. Cái gì á? Dĩa này dứt dưới là dứt. Đây trước. Cái này chỗ thứ ba. Dạ, dạ, để cho. Dạ được chú gửi. Dạ. Là này phải không cô? Dĩa này hả? Dĩa này bà ba hả? Dạ. Dạ. Dĩa này của cô phải không? Dạ. Dạ, bữa hổm nghe nói chuyện nước biển. Chưa hết. Dạ. Dạ được chú gửi tặng cho bà ba nghe bà ba. Đi nước mía nữa giùm con. Dạ. Rồi, thêm một hộp của bà Tư. Dạ, để đấy. Dạ, gửi cho cô. Được chú gửi. Sáng bà con lại rất là đông luôn. Dạ, đợi dạ, đợi em chút từ từ tới. Dạ. Dạ, cái này gửi cho bà Tư. À, có nước mắm. Ồ, có rồi hả Tư? Dạ. Bà Tư cảm ơn nha. Dạ. Này cô. Dạ, được rồi, chú gửi đi nước mía. À, ăn ngon miệng luôn. Cái này có sáu hay sao? Dạ, được chú gửi với ly nước mía thôi hay sao? Dạ. Gấp bì nhé. Rồi tới hộp đó chị. Dạ. Tại ông Sáu ngồi trên xe. Dạ. 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 Được chú gửi tặng cho ông Sáu bà Sáu. Dì cưng gấp bì đi nha. Dạ. Sáng bà con rất đông hai chia đó không chị ba? Làm không kịp luôn. Dạ. Dạ, được chú gửi tặng. Dạ. Chú đi làm với xung bọc không để con gửi? Dạ, chị nhường cho chú cái được không? Dạ, chú làm với xung bọc tới giờ. Chú ở để ớt không chú? Dạ. Dạ. Dạ, nay được chú gửi tặng cho chú. Được chú Ngọc Phúc gửi tặng ạ. Dạ. Ăn ngon miệng nghe chú. Dạ, này gửi tặng tới chị. Dạ. Ây dạ. Quên lấy để sẵn con kìa. Quen tại. Bảo em nhường cho chú Ninh trước nha bà. Tại chú Ninh đứng đâu quá con không được. Dạ được chú gửi tặng. Dạ chú Ngọc Phước. Chú Ngọc Phước. Em ở phía sau họ hợp không em? Dạ. Dạ được chú gửi tặng. Dạ. Dạ. Xin coi nha thôi. Dạ. Mai tới trước tới sau nè. Dưới chồng dĩa là mình biết nha. Tại dĩa dưới dĩa sau mình chồng ở dưới hết rồi. Cái này để dĩa không? Cái này dạ, để rồi. Vậy còn ai hộp nữa không? Chị đang làm hộp. Hết hộp rồi đó chị. Cái dĩa. Dĩa à? Cái này để dạ, để sẵn đi.
ai tới thì mình gửi. Đó làm hết hộp luôn. Dạ chú hợp ha. Dạ gì gửi cho chú đi làm hộp công trình đi. Dạ. Dạ, được chú rồi. Một phút gửi. Lỡ làm hộp thì có gì gửi hộp chứ. Dạ này tại lỡ. Dạ, để đây. Quên chào mọi hạnh. Dạ cứ để dĩa đó đi con. Hết nước sức rồi còn để con bưng ra. Bảo không? Dạ, được chú gửi nghe Bảo. Bố bịch hả? Dạ chị ốc trước đi. Dạ được chú Ngọc Phúc gửi tặng cho bố. Dạ. Dạ. Đây được chú gửi tặng cho em nha. Dạ. Rồi được chú gửi tặng. Giỏi. Dạ, được rồi. Dạ, đây được chú gửi tặng cho bà Sáu. Cảm ơn chú. Dạ. Này bác Út để dĩa trước nãy giờ. Dạ, gửi cho nó. Dạ, được chú gửi tặng cho bác Út. Dạ. Có chị. Ủa con dĩa hay hộp à? Hộp ha, tới hộp phải không? Dạ được chú gửi chị. Dạ. Rồi để bì vô thôi. Hết dĩa này đi. Hết của cá khô đi coi. Quá trời luôn nè. Dạ. Có để ớt không? Ủa cô, có để hiếm. Dạ. Dạ, đây vậy. Dạ, được chú gửi. Dạ. Tới hộp nghe chị, mấy em nhỏ tới hộp rồi. Đừng làm trước. Còn dĩa nó xong luôn. Dạ, được chú gửi tặng à, cho cô. Dạ. Tới hộp. Dạ cái này dĩa của ai ạ? À? Dĩa xanh của ai? Dĩa của ai? Cô Năm á. Dĩa của bé nào đây? Cô Năm nào dĩa đây? Cô Năm ơi. Dạ tại lễ làm dĩa hết. Dạ, dạ, dĩa chú. Dạ tới làm hộp cho mấy em. Cho Năm đi trước và Năm về nhớ con nha. Nhường cho bà đi con. Bà đứng đâu mổ chân kìa. Bỏ nó nhỏ còn lên là nghỉ. Dạ được chú vậy. Dạ. Chỗ hai đứa nhỏ. Tới của mấy em liền nha. Cảm cho chị nha, nãy lỡ làm dĩa trước. Được chú gửi tặng cho em nha. Này, giỏi. Dạ. 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 Này có bì. Này giỏi.
mình để giao cho Ngọc bên này đi chứ. Thôi bà bắt nằm đi. Rồi có để bì gì không? Có để bì này không nè. Dạ được chú gửi nghe bác Năm. Dạ. Không có bì ha. Chị hộp này không bì. Em lấy nước mía trước đi. Này bảy để bên đây cho bảy hết đi. Cô em để đây đủ đó phải không? Đầy đủ. Dạ sao? Hôm nay bảy về chơi. Về chơi. Dạ. Dạ. Được chú gửi cho em nha. Còn lấy nước mắm. Để nước mắm xíu chút đi. Giỏi. Giỏi trong nhà, mua tài cô bác ơi. Tại sao rồi? Dạ được chứ. Dạ. Cho mấy em dạ. Trước đi. Còn dạ, để em cho ba em cái này cái dạ. Xong. Để mấy em nãy giờ đợi lâu rồi. Vớt cái liền. Vớt tại bữa nay không hay bữa mới xuống làm ha. Dạ. Dạ. Dạ, để em gửi ba em này trước rồi tới bữa Út liền. Với chị. Dạ. Thì chú gửi nghe Bảo. Giỏi. Dạ vậy tới của bà Út. Bà Út là Út đi làm. Dạ với Sương Bọc. Vậy dạ. Tới đô dĩa hả? Đô dĩa rồi chị. Tới chị một hộp nữa là tới dĩa rồi đó. Không lấy gạo ha. Dĩa đầu tiên hay gì? Rồi. Dĩa này không gạo. Không gạo, không gạo. Dạ của chị nha chị Trang. Dạ. Được chú gửi tặng ạ. À. Tại chị cũng làm ở dưới xưởng bọc á mà con dạ. Chú nên là tới giờ rồi. Nhà mấy em để này được không? Đây được chú gửi tặng cho đồ. Cảm ơn. À, giỏi. Rồi gấp bì luôn. Bả cho vậy. Dạ, nay gửi tặng ạ. À. À, dạ. Bán thì mua. Cho thì xin. Rồi bán thì cho bán thì. Dạ, được chú gửi tặng. Dạ. Dạ. Dài. Chết à. Dạ, được chú gửi cho chị vào. Dạ. Đứng dưới chân. À, được chú gửi tặng cho em. Thế em nó chắc hợp quá. À sao mà hợp rồi không em? Ai có dễ thì mình lấy dễ. Dễ hợp. Hợp. Dạ. À, được chú gửi tặng cho em. Ở trên trà chùa họ cho anh nhiều không nhá.
À, giỏi. Rồi, ở đây. Rồi đây. Ở đây nước. Dạ, được chú Ngọc Phúc gửi tặng cho bố. Dạ. Dạ gửi tặng. Tặng. Dạ, được chú gửi tặng. Dạ tới hai em nhỏ rồi tới của chú bà. Hai bé. Ồ rồi. Con dạ nay gửi tặng hả chị? Dạ. Uống trước rồi. Uống luôn rồi. Ngon không? Rồi. Đợi đợi em, đợi em. Để chú ghé nè. Để đỡ con với cháu mình cô năm. Dạ đúng rồi đó. Nhìn hai chị em giống giống. Con của Mỹ Linh. Con đi dễ về đó. Dạ. Chú của chú ba kẹt. Dạ con ốc. Út hỏi. Dạ. Chú của chú ba kẹt. Út hỏi gì rồi. Chị trả lời đi. Dạ. Rồi cho xe qua cái. Xe qua chị ơi. Được chú gửi. Dạ. Ăn cơm không mấy chú? Đi rồi. Mấy chú lấy rồi. Nước mía trong ơi. Dạ, đây nè Út, đưa dĩa con nè Út. Bảy hai hộp nha, bảy hộp. Dạ. Hộp. Dạ. Cái này có để ớt không chú? Để ớt không? Dạ. Để hủ thới. Này để bì vô. Đợi lấy miếng dạ. Dạ. Út ớt không Út? Dạ. 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 Lấy đi nước mía giùm con nghe không? Dạ được chú gửi. Dạ. Dạ được chú gửi tặng cho chú. Dạ. Tới quân nhân. Quân nhân. Cậu cơm cậu ơi. Ơi ơi. Tấm trước hai ngày. Ông Út thì ghẹo hoài. Dạ. Chú đi làm hả? Dạ tới ông sao rồi hai em này rồi tới chú. Ông Út nhường cho chú đi làm phải không Út? Dạ. 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 Đợi chú nghe quân nhân gì nè. Đợi lấy nước mía nha. Ông Út có để hồng nữa không? Ông Út không quan ớt. À, dạ, giỏi. Dạ, được chú gửi tặng cho ông Út. Dạ. Vậy ông Út lấy nước mía. Nước mía. Còn nước mía nữa. Quên, đợi ông Út đi. Dạ, đợi con chút rồi lấy nước mía. Dạ được chú gửi tặng nước. Dạ được chú gửi tặng cho chú. Dạ được chú gửi. Dạ dạ mấy chú làm ở lò sấy lúa không mà được chú. Giờ còn thiếu mấy ly nước mía nữa chị hai đang làm. Dạ 3 ly nước mía nữa. Dạ được chú gửi tặng cho chú. Dạ đây được gửi tặng chú. Dạ còn 1 ly nữa. Còn 1 ly nữa. 1 ly nữa hả? Dạ. Dạ được chú gửi tặng nha. Dạ. Chú ăn ngon miệng luôn. Dạ. Bác ơi, 1 hộp ha. Dạ.
đại học rồi hả? Bác hai ớt không bác hai? À, dạ. Dạ. Em hả? Đợi gì chút. Đi dạ. Sáng chạy bộ nha. Dạ, được chú kêu tặng bác hai. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, em đứng đó đi ha. Dạ. Đợi chị một chút. Hết hộp hả chị? Còn chứ. Bị nằm chứ. Nằm ở dưới. Này, hai chị em chú. Là không kịp luôn rồi ông bà cô chú. Quá trời đông luôn rồi. Giờ mới được thoải mái. Dạ, lại gửi. Đây, được chú gửi tặng cho em nha. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi, giỏi, ăn ngon miệng nha. Bữa nay được chú gửi tặng. Dạ. Đây, hai hộp rồi có bảy luôn. Tới hai hộp có bảy luôn. Nay bà con đến nhận cơm rất là đông luôn mà cô chú. Mấy cô chú ở làm ở xưởng bọc rồi là sấy lên nhận, rồi các em nhỏ xuống trên xuống nữa. Sáng giờ hai chị em làm còn mấy phần nữa cũng hết luôn rồi. Nay nhà có bảy phụ hai chị em. Mấy gửi tặng nhanh cho bà con. Dạ, con gửi cho bạn. Rồi, chú cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn bạn luôn. Sáng còn một phần của bà nó hết luôn. Mẹ có xin cơm, chị Biên cho cơm ngon dữ lắm. Dạ, lại gì cô xuống nè. Cho mấy chú công trình. Dạ. Dạ, bữa nay cơm tấm thịt khìa rất là ngon. Ớt không này cô ba ơi, ớt lắm nè. Dạ. Ớt bằm luôn. Dạ, còn một hộp gửi cô ba nữa là hết luôn. Chị còn lấy cái mũi ăn mặn. Dạ, lấy đi. Dạ, gài, gài. Dạ, ăn không miệng luôn con. Dạ, hết luôn. Dạ, hôm nay thì hai chị em làm 100 phần cơm tấm thịt khìa thì cũng hết luôn rồi nha bà cô chú. Sáng giờ bà con lại nhận rất là đông luôn. Dạ, cơm tấm thịt khìa hôm nay rất là ngon. Dạ. Dạ. Con cảm ơn tấm lòng của chú Mạnh Thường Quân Ngọc Phúc rất là nhiều. Đã phát tâm gửi tặng 100 phần cơm tấm thịt khìa và nước mía đến bà con ăn buổi sáng nha. Bà con rất là vui luôn khi nhận cơm và nước chú gửi tặng. Dạ thì con cũng kính chúc cho chú và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe. Công việc thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi luôn nha chú. Dạ thì hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, cảm ơn chú. Bye bye chị.